Chào mừng các bạn đến với kênh của Andy. Xin chào các bạn, hôm nay là một ngày trời rông bão các bạn à. Và hiện tại mình đang đứng ở quán cà phê của mình. Bây giờ là 8 giờ mà vẫn chưa có khách. Các bạn biết tại sao không? Vì hôm nay là một ngày mưa bão cộng với việc suy thoái kinh tế các bạn, nên mọi người đợt này không có tiền uống cà phê luôn. Và mình đang làm chủ quán cà phê và mình gồng muốn chết rồi các bạn. Đây mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem quán của mình nha. Bạn thấy không có một vị khách nào luôn. Đây là do vấn đề ảnh hưởng của kinh tế thế giới nha các bạn. Trong đó có mình cũng bị ảnh hưởng các bạn. Đi, các bạn thấy quán của mình đẹp không? Rất là đẹp nhưng mà vẫn không có khách. Tại sao? Vì suy thoái kinh tế. Mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem quán của mình nha. Các bạn thấy quán của mình đẹp không? Đây là view sau lưng của quán của mình các bạn. Quán của mình là nghiêng về vấn đề gọi là thiên nhiên các bạn. Quán rất là cây không à. Và thế khi mà những cơn mưa ập đến là khách chạy tán loạn hết. Quán mình chỉ có sân vườn thôi các bạn. Hôm nay quán mình rất đẹp nhưng mà vẫn không có khách. Mọi người đi đâu hết rồi mình không có biết luôn. Nên có thể hôm nay là một ngày mình sẽ bị nhịn đói các bạn ạ. Các bạn có thấy bao giờ một chủ quán cà phê mà lên YouTube than phiền về vấn đề quán ế chưa? Chắc chưa đâu đúng không? Trong đó có mình. Quán mình ế nhưng mà mình chịu chơi đó là mình dám than, dám nói. Đây là vấn đề suy thoái toàn cầu các bạn, ở Việt Nam ảnh hưởng rất là lớn nha. Ngành nghề khác thì mình không biết nhưng đối với mình buôn bán trong một tuần này là ế đó. Nên mình cũng cảm thấy buồn nhưng mà nhờ cái ế đó mình mới có thời gian chia sẻ và ngồi đây tâm sự với các bạn nè. Với quán của mình xinh như vậy mà sáng giờ là chưa có một bóng ma nào ghé luôn á. Trời ơi, kiểu này chết rồi. Đi vòng vòng cho các bạn xem nè. Đây là cái quầy pha nước của mình nha các bạn. Quán mình có nhiều loại cây hạ nữa. Mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây các bạn biết cây này là cây gì không? Đây là cây sa la nha. Dài quá trời này. Bạn quán của mình nè. Quán đẹp không có một ai ghé luôn các bạn ơi, thiệt là thê thảm. Nói nó là mắc cỡ nhưng mà đó là sự thật. Trời ơi, chưa bao giờ mình khổ như thế này nữa các bạn. Phải mình than gì vấn đề rồi kinh tế và buôn bán đó các bạn. Bán không có khách giá nữa là chán luôn. Chắc chỉ có riêng mình là chủ quán cà phê than thôi. Nhưng mà kệ nó, mình cứ nói. Đó cuộc sống mà, cuộc sống ở Việt Nam đa phần là như vậy. Chào các bạn, bây giờ đây là quầy pha chế của mình. Tối nay mình ế quá. Mình không có khách và bắt đầu mình sẽ tự pha cho mình uống. Uống gì bạn?
quá thì pha nước thuốc thôi. Nạc sư trái cam nha, điều đó sẽ tốt cho sức khỏe của các bạn và đặc biệt tốt cho những người mà yếu đuối như mình. Theo nghiên cứu khoa học thì một ngày chúng ta uống 4 trái cam chúng ta sẽ không có bị cảm cúm trong vòng mấy tháng các bạn. Đó là lý do vì sao ngày nào mình cũng uống 4 trái cam. Đây là vấn đề sức khỏe nha các bạn. Ta có máy vắt mình không có nên mình vắt kiểu này nha. Nói chung là mình có máy vắt nhưng mà mình thích mình vắt theo kiểu mình uống thì nó đơn giản hơn. Nếu mà khách vắt thì khách uống thì mình pha một máy cho các bạn. Các bạn một ngày 4 trái cam thì được một ly như này các bạn. Các bạn nên uống một ngày 4 trái nha. Mình cho một tí đường thôi nha. Đá thì mình chỉ cho một xíu thôi nha các bạn, tùy các bạn nha. Đây là mình pha cho mình uống nha các bạn. Vừa uống nước cam mình vừa bàn chuyện thế sự nha các bạn. Đây là các bạn, đây là một ly nước cam một ngày mình uống 4 trái nha. Quán không có khách nên mình phải tự thưởng cho mình, bởi vì mình quan trọng nhất là vấn đề sức khỏe. Từ lúc mình mở quán đến đây được hơn 1 năm rồi các bạn. Và hôm nay là mình cảm thấy có thể là đây là một ngày mà mình chưa bán được một ly nào luôn các bạn. Chứ bình thường là quán mình rất là đông nha. Hôm nay thì không có một ly nào. Nên mình sẽ tự mở hàng cho mình. Đó là một ly nước cam. Hy vọng là xíu nó có một ít lượng khách đến để mình có thể bán để trả tiền mặt bằng các bạn. Quán này mình muốn là khoảng 3 triệu đồng một tháng nha các bạn. Nếu mà điện nước nữa là khoảng 3 triệu rưỡi các bạn. Mà một ngày là mình bán không được 500 ngàn có thể là mình sẽ te tô các bạn. Một ngày mình đã bỏ 100 ngàn ra mình đóng tiền tháng mình thuê mặt bằng các bạn. Còn tiền này tiền kia rất là nhiều nha.
Nên khi các bạn mở về vấn đề kinh doanh cà phê, các bạn nên suy nghĩ lại nha. Rất nhiều là bạn trẻ khi mà mới lớn, họ thường là có một khuynh hướng là mở quán cà phê, thích mở quán này quán kia. Nhưng mà mở quán cà phê là không có được như mình nghĩ đâu nha, rất là cực. Bản thân mình từng làm trong ngành cà phê là khoảng 10 năm rồi, mình biết mình làm chủ với, nhưng mà thực ra mình không nghĩ mình làm chủ nha. Có nhiều bạn mà bắt ra là không biết làm cái gì, đi kinh doanh cà phê, cứ nghĩ là bán cà phê một vốn bốn lời. Ừ, lời thật đấy, nếu mà các quán của các bạn có một lượng khách cố định và rất là đông á, thì các bạn có ăn nha. Còn nếu mà quán của các bạn mà ngày bán được khoảng 15-20 ly rồi, các bạn xác định chết nha. Trung bình nếu mà một quán cà phê có ăn á, là phải từ ngày bán từ 50 ly. Ly là mình bán quán của mình là ly là 15.000 ly cà phê đen các bạn. Còn ly cà phê sữa là 16, còn ly cà phê muối là 20. Nên trung bình mình sâu đi bù lại, một ngày mình bán được 50 ly thì mình mới có ăn nha các bạn. Vừa đấy là vừa đủ thôi. Nếu mà thường phải bán từ 50 đến khoảng 100 ly thì mới có lời nha các bạn. Nên mình không có phải tốn về khoản đầu tư nhiều nha các bạn. Còn có nhiều bạn mới mở ra, các bạn đầu tư rất là nhiều, mình cảm thấy là hơi phí nha. Nên mình có một lời khuyên cho các bạn là đang có ý định mở quán cà phê, chúng ta phải suy nghĩ lại. Thứ nhất là vấn đề đầu tư. Các bạn nên đầu tư vừa phải thôi, khi nào mà làm ăn được thì các bạn đầu tư nhiều ha. Đừng có đầu tư phải một mấy trăm triệu luôn. Mình thấy các bạn bây giờ có nhiều bạn mới lớn nên mở lên một quán bự hay là bự luôn. Gần nhà mình có quán mở lên tới 300-mấy triệu luôn. Mà bán trong vòng được 2-3 tháng là đóng cửa rồi sang lại mấy cái đồ cà phê người ta đâu có mua nhiều đâu các bạn. Nên chúng ta hãy suy nghĩ kỹ trước khi mở quán cà phê. Đặc biệt là mấy quán cà phê là lớn xíu nha. Còn nếu mà các bạn muốn ăn á, muốn mà cuộc sống qua ngày mà thoải mái hơn á, thì mình nên bán quán cà phê như là mở quán cà phê mang đi. Ok, bán mô hình bán cà phê mang đi thì rất là ok. Thì cái đó bạn sẽ không phải chi về, thứ nhất là mặt bằng nè, thứ hai tiền này tiền nọ nè. Mình bán được bao nhiêu mình xài bao nhiêu mà vốn cũng ít nữa. Bạn chỉ cần đầu tư một cái máy pha cà phê nhỏ giống quán của mình. Quán cà phê mình cũng có cà phê máy cho các bạn. Nhưng mà thực ra là mình thường là pha phin là nhiều. Nhưng các bạn có ý định mở quán cà phê, mình nên bắt đầu từ cái nhỏ trước nha. Đừng có bùng nghe mấy bạn kia nói xong đầu mình mở bự ra là thấy thua luôn á. Không có ăn đâu, rất là cực. Mà người ta nói làm chủ cực hơn là làm lính nha các bạn. Thì bạn phải sáng dậy là 4 giờ sáng là mình phải ra quán nè. 4 giờ sáng là mình dậy rồi, mình chuẩn bị rồi mình ra quán, mình mở, rồi mình quét sân, dọn dẹp là hết hơn cả tiếng, là gần 6 giờ bắt đầu là có cà phê, là khách vô mình bán. Rất là cực cho các bạn. Đó là những người mà đang có ý tưởng mà làm chỗ, hãy suy nghĩ về vấn đề đợi trước. Rồi khi mà bạn xong, bạn phải dọn dẹp hết này nọ. Nếu mà bạn muốn nhân viên, quán bạn đông thì muốn nhân viên thì được ok, còn không mình bạn thôi. Hiện tại quán mình là có một mình bán. Lúc trước mình có nhân viên, bây giờ suy thoái kinh tế ế quá. Bây giờ mình có một mình bán, mình kiêm luôn phục vụ pha chế giữ xe này nọ làm hết. Đấy là mở quán cà phê các bạn, đấy là mình tâm sự thật nha, quán cà phê nha, chủ quán cà phê đó. Nếu bạn có ý định mở thì bạn hãy suy nghĩ thật là kỹ. Và bạn có muốn có điều gì, muốn thắc mắc về vấn đề mô hình kinh doanh cà phê, bạn có thể hỏi mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn nha. Bây giờ mình sẽ dừng video ở đây để có thể mình sẽ tâm sự với các bạn trong một video khác. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.